Ok, và chúng ta xuất phát nha. Ăn nước cho chị Linh đi. Cái việc khó cứ để chị lấy. Đâu? Đâu? Đây này, đây không ạ? Ngọc cầm chị. Hết rồi, đi tìm chỗ khác. Chưa hết bảo đây. Vẫn còn đây à? Đưa cho chị Linh, đưa chị Linh cầm nó. Đưa chị Ngọc. Đưa thần hàng cho chị. Wow, hôm nay thành quả của chúng ta kiếm được nhiều thế. Ôi giời ơi, con đút chả được. Ăn nó có trứng to thế, có trứng khủng long này. To thế. Đây không phải của trứng khủng long nhưng mà nhiều hình á. Đây là hình như sai. Hình siêu nhân này, hình cái chú này. Hình... Thế anh ấy, có nhiều hình á. Đây. Bây giờ bây giờ mấy chị em mang về kia để bóc nhá. Ok, anh mang nó về đi. Giờ mình sẽ đóng khóa lại và mang về bóc nhá. Ui dồi ôi. Thu hoạch được nhiều trứng quá. Một vali trứng. Bóc ra xem nào, bóc ra xem bên trong quả trứng nó có cái gì. Quả
đọc quả trứng con thỏ. Ủa, trong có gì đấy? Ôi, nhiều đồ thế. Nào, mở hẳn ra con. Một kẹo mút. Các con có cái hình lá rồi, bây giờ con cả cái gì đây? Con hình cả cái kẹo mưa. Con xem hình dán nào. Ô, con hộp lắm. Con có hình lá này. Bố bóc cho con để con trả. Tí nữa thì dán, con bóc những quả trứng ra mà lấy ở bên trong này. Không, chỉ có quả trứng này thì con có thôi. Dạ. À, bóc con khủng long này á. Ừ, để cho chị Linh chị bóc cho hộ. Đấy. Lại có hình dán à? Đấy, trong này lại có hình dán nữa này. Đây nhiều đây. Đấy, hình dán đây. Để đây tí nữa. Đấy, cứ bóc ra bên trong có nhiều lắm. Bóc hình dán đi. Ăn à, Linh bóc kẹo mút ra cho mấy chị em một cái, hay tí nữa thì bóc nhá. Tí nữa bóc nhá. Đây hình dán này đẹp hơn này. Đây, hình dán. Mình sẽ bóc tiếp tục nhá. Bóc đi con không bóc thì lấy đâu ra. Để chị Linh chị bóc. Ngọc lấy quả khác con để chị bóc này. Đấy, hình dán siêu nhân kìa. Đây, hình dán siêu nhân đây. Đây, hình dán siêu nhân đây. Hình dán gì? Hình dán siêu nhân. Cái này thì biết rồi. Hình dán gì đấy? Ôi trời ơi, là cái màu vàng rồi. Sao nhiều cái quay đấy nhỉ? Kẹo không? Đấy, có kẹo đây. Cái đây có kẹo rồi Linh. Ôi xì. Cái này cũng có kẹo. Ồ, cái gì đây? Cái này. Luffy. Tên chữ Luffy. Không bóc được. Đấy, ăn bóc được đây. Ăn bóc ra bố xem không có gì. Cái gì? Có mấy cái kẹo này. Đấy, bên trong có con gì đây? Khủng long. Wow, khủng long. Dạ. Đấy, ăn cũng có. À lại có cái quay này. À có cái chìa đây. Chìa tí nữa đi xúc cát. Cào ăn luôn. Ốc. Con ma đấy. Con ma, đây là con ma. Lấy dán thôi, lấy dán vào tay thôi. Dán vào chân.
rắn chị Linh đã rắn tay. Không thu con, con lấy cái nào con rắn này con lấy. Chuẩn Mickey à? Ai ơi mà. Ngọc rắn với giúp này. Ăn này con dính dài đi thôi. Đây sẽ rắn vào chân. Ồ, đây là con gì đây? Con rùa. Ừ, con rùa. Rắn là mặt. Ôi, không có chỗ dán là dán sang bên này con, dán tay bên này, dán tay bên này này, dán là chân. Ai ơi mà.